Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Trong chương trình thời sự thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Quan chức cấp cao Hoa Kỳ bác bỏ kế hoạch vùng cấm bay ở Ukraine. Lính bắn tỉa giỏi nhất thế giới đã đến Ukraine để chống lại Nga. Ukraine phát video phục kích nghiền nát xe tăng Nga bằng tên lửa ở cách Kiev 35 km. Đoàn xe quân sự dài 64 km của Nga thất thủ tản ra tháo chạy. Quý vị thân mến, bất chấp những lời kêu gọi thực thi vùng cấm bay đối với Ukraine trong nhiều tuần qua, một quân chức cấp cao Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 10 tháng 3 đã bác bỏ đề xuất đó vì cho rằng điều này không hiệu quả. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Trung tướng Scott Burrier phát biểu trước một phiên điều trần tại Thượng viện rằng khu vực cấm bay của NATO hoặc Hoa Kỳ sẽ không an toàn trước các loại vũ khí mà quân đội Nga đang sử dụng. Quân đội Nga đang chủ yếu kết hợp tên lửa, pháo binh, các bệ phóng tên lửa và một số đạn đạo dẫn đường chính xác được ném xuống từ máy bay, nhưng con số rất nhỏ. Ông Barrier nói với thượng nghệ sĩ Akash King. Ông Barrier nói thêm, vùng cấm bay sẽ không có hiệu quả chống lại tên lửa, rocket và pháo binh. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không ngừng kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay và chỉ trích các quốc gia NATO và Hoa Kỳ đã không làm như vậy. Các quan chức Tòa Bạch Ốc và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ ý kiến này. Hôm thứ Tư, ngày 9 tháng 3, ông Zelensky một lần nữa yêu cầu thiết lập vùng cấm bay sau khi đổ lỗi cho Nga đánh bom một bệnh viện phụ sản ở mariupol. Thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước, các quan chức Nga phủ nhận việc đánh bom dân thường trong vụ việc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với truyền thông nhà nước hôm thứ Năm rằng, tuyên bố của không kích vào Maribo là một hành động khiêu khích, nói rằng lực lượng không quân không hề thực hiện nhiệm vụ trong thành phố. Ông Konashenkov nói, cuộc không kích là một hành động khiêu khích được dàn dựng để duy trì sự cường điệu chống Nga trong lòng người dân phương Tây. The Bob Times không thể xác minh độc lập các tuyên bố của Nga hoặc Ukraine liên quan đến vụ đánh bom bệnh viện. Ông Stoltenberg và những quan chức khác đã nói rằng việc thực thi một vùng cấm bay có nghĩa là các máy bay của nước Mỹ hoặc NATO phải giao chiến với máy bay phản lực của Nga, điều này có thể sẽ làm leo thang xung đột. Ông cũng phát biểu trong tuần này, động thái này sẽ nguy hiểm hơn, mang tính hủy diệt và chết chóc hơn đối với Ukraine và tất cả chúng ta. Mỹ hôm thứ Ba ngày 8 tháng 3 đã từ chối lời đề nghị bất ngờ của Ba Lan về việc chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 do Nga sản xuất đến căn cứ của Mỹ ở Đức và giao cho Mỹ quản lý như một cách để bổ sung lực lượng không quân Ukraine. Thủ tướng Ba Lan hôm thứ Tư ngày 9 tháng 3 cho biết bất kỳ việc cung cấp máy bay chiến đấu nào cho Ukraine đều phải do các nước NATO chung tay thực hiện. Các quan chức quân đội Mỹ thông báo rằng hai khẩu đội tên lửa đất đối không Patriot sẽ được triển khai ở Ba Lan trong tuần này, trong bối cảnh lo ngại rằng một tên lửa Nga đi lạc có thể được bắn ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Chuyển sang một bản tin khác. Lính bắn tỉa giỏi nhất thế giới đã đến Ukraine để chống lại Nga. Thưa quý vị, Wally được biết đến là một trong những tay súng bán tỉa giỏi nhất thế giới. Anh ấy từng chiến đấu ở Afghanistan và Iraq, thậm chí còn lập kỷ lục thế giới về cự ly bắn tỉa. Vài ngày trước, Wally đã đến Ukraine từ Ba Lan chỉ vì một câu, họ cần lính bắn tỉa. Một nhóm lính đánh thuê quốc tế do Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi đang tuyển quân tình nguyện từ nhiều nước để chống lại Nga. Hiện 20.000 người trên khắp thế giới đã hưởng ứng, thậm chí lính bắn tỉa tinh nhuệ người Canada Wally cũng là một trong số đó. Theo báo cáo của CBC và La Presse Wally, 40 tuổi, từng thuộc quân đoàn 22 hoàng gia Canada và được điều tới Afghanistan hai lần từ năm 2009 đến năm 2011, chủ yếu đảm nhận vị trí lính bắn tỉa trong lực lượng vũ trang Canada. Dưới danh nghĩa là một lính bắn tỉa nước ngoài, anh từng đến miền Bắc Iraq để giúp dân quân người Kurd chống lại tổ chức khủng bố cực đoan nhà nước Hồi giáo ISIS. Năm 2017, anh tiêu diệt mục tiêu bằng súng trường bắn tỉa TAC-50 ở cự ly 3,5 km, đồng thời lập kỷ lục bắn tỉa giết mục tiêu xa nhất trong lịch sử. Sau khi giải nghệ, anh trở thành một kỹ sư máy tính, nhưng đến đầu tháng 3, anh đã quyết định từ giả cuộc sống ổn định và sang Ukraine chiến đấu. Nội dung Squid một trong những tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới đã đến Ukraine. Wally, người Canada gốc Pháp, từ đội 22E Regiment của Hoàng gia Canada đã gây được tiếng vang lớn trong các chuyến đi ở Afghanistan, Syria và Iraq. Anh ấy đã chiến đấu trong cùng một đơn vị ở Canada với tư cách là tay súng bắn tỉa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cửa ly xa nhất thế giới, 3,5 km. Wally nói rằng, có người nói với anh ấy họ cần một tay súng bắn tỉa anh ấy cảm thấy mình phải đóng góp nên vào một đêm muộn đầu tháng 3, Wali -E và ba cựu quân nhân khác đã vượt biên từ Ba Lan vào Ukraine và đã được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt. Anh từ chối tiết lộ vị trí chính xác của cuộc vượt biên, nhưng anh khá sốc trước dòng người tị nạn đổ vào Ba Lan. Sự tàn khốc của cuộc chiến xé nát những ngôi nhà của người Ukraine đã làm rung chuyển toàn thế giới, nhưng đối với những người lính và cựu chiến binh mà nói thì ảnh hưởng còn lớn hơn. Wally nói, tôi muốn giúp họ, đơn giản vậy thôi, tôi phải giúp vì ở đây có những người bị ném bơm, chỉ vì họ muốn là người châu Âu, chứ không phải người Nga. Wally đề cập rằng, hành trình từ một kỹ sư dân sự đến chiến trường khá khó tin. Cách đây một tuần, tôi còn đang viết một chương trình và bây giờ tôi đang ở trong một nhà kho giết người Nga bằng tên lửa chống tăng. Nhưng anh đã bỏ lỡ sinh nhật một tuổi của con trai mình và thậm chí thừa nhận rằng đây là phần khó khăn nhất khi tham gia vào cuộc chiến. Kỳ thực, vợ của Lee đã phản đối quyết định của anh, nhưng cũng biết nếu không để anh đi thì sẽ hủy hoại anh, chẳng khác nào nhốt anh vào tù. Quân đoàn lính đánh thuê quốc tế đầu tiên đến Kiev. Vào ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Dmitry Kuleba tiết lộ rằng sẽ có hơn 20.000 người sẵn sàng đến Ukraine để giúp chống lại sự xâm lược của Nga. Họ đến từ 52 quốc gia trên thế giới và chính phủ Ukraine sẽ thành lập một quân đoàn lính đánh thuê quốc tế mới ở thủ đô Kiev quân đội Ukraine đã đăng trên Facebook và tải lên một bức ảnh của quân đoàn đánh thuế để xác nhận thông tin. Những người tình nguyện đầu tiên của quân đoàn phòng thủ lãnh thổ quốc tế Ukraine đã đến các vị trí ở ngoại ô Kiev. Họ đến từ Vương quốc Anh, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Lithuania, Mexico và Ấn Độ. Chuyển sang một bản tin khác. Ukraine phát video phục kích nghiền nát xe tăng Nga bằng tên lửa ở cách Kiev 35 km thưa quý vị video quay từ trên không cho thấy một đoàn xe tăng và xe bọc thép của nga bị phục kích tại Provary địa điểm ở ngoại ô phía đông thủ đô Kiev của Ukraine các video khác cũng cho thấy xe tăng bị phá hủy theo báo The Guardian của Anh nhóm nhà báo điều tra sử dụng thông tin nguồn mở Berlin cho biết họ đã xác định được vị trí quay video nói trên đó là một khu vực ít dân cư sinh sống trên đường i95 cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 35 km Đoạn video dài 45 giây do lực lượng vũ trang của Ukraine công bố hôm ngày 10 tháng 3, video đã được biên tập cho thấy một đoàn xe tăng và xe bọc thép của Nga đang bị tấn công liên tục. Chất lượng của video cho thấy có thể cảnh phục kích này không phải diễn ra cùng ngày công bố 10 tháng 3. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về video do lực lượng vũ trang Ukraine công bố. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng đoạn video này đáng tin. Video cũng cho thấy chiến thuật bất ngờ của lực lượng Nga với hơn 20 xe tăng và xe bọc thép dàn hàng trên một con đường chính khá gần thủ đô Kiev. Ông Ben Barry, cựu chỉ huy xe tăng của quân đội Anh và là chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế bình luận, có thể lực lượng Nga lúc đó nghĩ rằng họ đang đi qua một khu vực an toàn hoặc có thể họ không được huấn luyện kỹ hoặc họ đang di chuyển nhanh chóng để thực hiện một số yêu cầu khác. Sau khi xem đoạn video, ông Barry cho rằng xe tăng và xe bọc thép khác của Nga có thể đã bị tấn công bằng pháo hoặc súng cối, căn cứ vào tính chất quan sát được từ các vụ nổ. Ngoài video nói trên, các video khác được quay trên mặt đất và lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cảnh xe tăng và các xe khác bị phá hủy. Báo The Guardian dẫn thông tin của trang giám sát Oris chuyên theo dõi tổn thất bằng cách sử dụng bằng chứng hình ảnh hoặc video, cho biết từ hôm ngày 24 tháng 2 đến nay, có ít nhất 164 xe tăng Nga đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bắt giữ. Oris cho biết đối với xe chiến đấu bọc thép của Nga, con số là 102, còn Ukraine đã mất 47 xe tăng và 39 xe chiến đấu bọc thép. Chuyển sang một bản tin khác, Đoàn xe quân sự dài 64 km của nga thất thủ, tản ra tháo chạy. Thưa quý vị, cũng trong ngày 10 tháng 3, ảnh vệ tinh chụp của công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies cho thấy đoàn xe quân sự kéo dài hơn 64 km của nga ở phía tây bắc thủ đô Kiev, Ukraine đã được tản ra và tái triển khai. Theo hãng tin AP, một số đơn vị thiết giáp đã được nhìn thấy ở các thị trấn gần căn cứ không quân Antonov ở phía bắc của thủ đô Kiev của Ukraine. Một số xe quân sự khác được di chuyển đến các khu vực trong rừng hoặc các khu vực có cây cối ở thị trấn Lubjanka với các xe pháo tại vị trí sẵn sàng khai hỏa ở gần đó, theo Maksa. Đầu tuần trước, đoàn xe quân sự của Nga đã ồ ạt kéo đến gần thủ đô Ukraine, song dường như không thể tiến thêm giữa lúc qua các báo cáo về tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu. Giới chức Mỹ cho biết, binh sĩ Ukraine cũng nhắm vào đoàn xe bằng các tên lửa chống tăng. Theo đài CNN, tại Berestianka, căn cứ Antonov, khoảng 16 km về phía Tây, một số xe chở nhiên liệu và theo Masa, dường như có nhiều bệ phóng tên lửa được đặt tại một khu vực nhiều cây cối. Ở Nam Ivankov, cuối đoạn xe dài 64 km nói trên, một số xe tải và trang thiết bị vẫn được nhìn thấy trên đường. Tại Hostomel, phía bắc căn cứ Antonov, các xe quân sự Nga được nhìn thấy đang đổ trên các con đường vào khu vực dân cư ở thị trấn Ozera, cách Kiev khoảng 27 km về phía tây bắc. Theo ước tính của Mỹ, phía Nga đã tiến thêm được 3 km trong ngày 10 tháng 3 đến gần khu vực sân bay Hostomel, phía tây bắc thủ đô Kiev. Các lực lượng Nga tiếp tục di chuyển dọc theo hai đường song song bên ngoài Kiev, với điểm gần nhất cách thủ đô Ukraine chỉ 40 km. Thưa quý vị và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Saigon News.